Chiều ngày 22 tháng 7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho 7 gia đình người có công với cách mạng ở phường Đông Thuận và 2 xã Đông Bình, Đông Thành, thị xã Bình Minh. Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân khắc ghi sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế và tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.